Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa dendrochop rất là dễ thương nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa dendrochop Urawan. Urawan còn hay còn gọi nó là Uvip với các cô chú anh chị. Đây là cái đây là cái cánh nó chớp nè. Tại cái cánh này nó hơi quéo quéo nè, chỉ chớp đẹp lắm đó nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa Urawan. Urawan chớp hay còn gọi là Uvip. Uvip thì nó là u chớp đó. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở sân vận động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Hùng Vương, ở phường 2 thành phố Tân An Long An, cách bến xe Tân An là 200m nha các cô chú anh chị. Đây, vô mã số 1 các cô chú anh chị, cây đang hoa luôn, mã số 1 600k, giá rất là mềm, rất là êm để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Nè, 1, 2, 3, 4, 5 thân, luôn cái cọng bà cố nữa là 6 thân, 6 thân lớn nhỏ các cô chú anh chị. Cái cọng bà cố này các cô chú anh chị mình thấy vậy chứ đây cũng còn một cái mầm gốc chưa lên đó nha. Các cô chú anh chị mình thấy không, mắt sưng sưng hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chứ bên đây còn mắt nữa là 7, tức là cái cây này mà chịu làm mầm gốc thì nó là sẽ là 7 cái mầm gốc luôn. Chịu làm mầm gốc một phát một là 7 cái mầm gốc. Cái này xịt một liều kỳ di thôi là cây nó mịt mù luôn. Rồi, để đo chiều dài của cái cây này cho các cô chú anh chị mình xem nè. Đây là 52 cm cho cái cọng đang hoa. Đang có hoa luôn, 52 cm nha các cô chú anh chị. Còn những cái cọng còn lại thì nó nằm ở cái trạng là 25 nè, 25 nè, 30 nè, rồi 22 nè, 14 nè. Còn cái cọng bên kia nó chạm ra vậy. Cọng này thì nó khỏe lắm, nó ăn nắng nhiều nên giá lá nó vàng luôn, là nó khỏe lắm các cô chú anh chị. Cây rất là ok, rất đẹp nha. Mã số 1 600k. Rồi, liên tục là mã số 2 các cô chú anh chị. Mã số 2 600k luôn. Thì mã số 2 này thì cái chậu thì nhìn nó ok hơn. Nó cũng ok. Cả thân là mập to khỏe. Là tất cả các cái mầm gốc đều còn nguyên zin hết. Này là hàng là chưa bốc tem luôn. Đây, cái mầm con cũng đang rất là đẹp. Cái cây này thì hoa nó tàn rồi, em bẻ bông, em cắt bông rồi, cắt bông dưỡng cây cho cây nó mau ra rễ. Rồi đây, cái mầm già nhất mà cũng ngắn nhất luôn là nó là 33 cm. 33 cm. Hai cộng bên kia nó là 47 cm, 49 cm. Còn cái mầm gốc á, cái mầm gốc này hiện tại nó là 20 cm, mập ú ụ luôn. Đây, mập ú ụ luôn, đẹp không tì vết luôn các cô chú anh chị. Mã số 2 600k. Rồi, liên tục đây là mã số 3. Mã số 3 350k các cô chú anh chị. 350k. Thì cái chậu này thì nó bao gồm là hai cái thân lớn và một cái mầm gốc. Cái mầm bà ngoại là cô chú anh chị mình thấy là mắt nó sưng rồi, chuẩn bị lên nè. Còn cái thân mẹ nó là mẹ đang mang một bụng bầu luôn nè. Ốc nóc luôn nè. Cũng chuẩn bị lên. Cái cây này là có hoa hết rồi mà nó tàn rồi, em bẻ bỏ. Rồi, cái cọng cao nhất của nó là dài được 47 cm, cọng dài nhất là 47 cm nha các cô chú anh chị. 47 cm. Còn cái cọng già, cọng bà ngoại bên đây là 27 cm. Cái mầm con cũng là 27 cm luôn, nó ngang nhau á.
rất đẹp nha các cô chú anh chị. Nói chung cái này là mình làm giống là vài tháng sau là vừa có mầm lên mà vừa có hoa để ngắm luôn. Cái này nó xuyên hoa lắm các cô chú anh chị, nó dễ hoa lắm. Rồi, cái chậu này ba thân nha các cô chú anh chị, ba thân nè, mầm gốc đó ốc nóc luôn nè, đây mầm gốc lên luôn rồi nè. Đó, tức là cái cây này là bên đây nó còn một mầm gốc nữa nè, cái thân thứ nhì nè, mầm gốc nữa. Tức là cái cây này ba thân mà nó có giá là 350, do cái đầu lá nó hơi bị xấu chút xíu, cái đầu lá nó hơi bị xấu xíu, nó mất giá trị thôi. 350k cho cái chậu này, mầm gốc đang chuẩn bị lên, mầm gốc đang chuẩn bị lên. Rồi để em đo cho các cô chú anh chị mình hình dung được cái cây nó bao nhiêu nha. Rồi cái thân bên đây là nó là 45 xăng nè các cô chú anh chị. Đó, cái thân dài nhất 45, tiếp theo là 41, rồi thân bên kia khoảng tầm 41 luôn. Đó, mầm gốc là ok, nhưng mà mấy cái này là mới trồng nên nó chưa có ấm chậu nha các cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 5, 300k, nhỏ tiền rồi đó, có hai thân thôi, một thân lớn một thân nhỏ và một cái mầm gốc. Ok nè, mầm gốc tỉ tê nè, nhìn thấy phê nè. Ba trăm k rồi, cái mầm bên đây em đo được nó là 35 xăng nè, cái mầm ngắn là 35 xăng, còn cái mầm dài, cái mầm dài là 47 xăng, cái mầm dài là 47 xăng, đang cho một giò hoa. Còn ở dưới là đang lên một mầm gốc. Mầm gốc còn lại thì chưa lên, bên đây vẫn còn một mầm gốc nữa nha các cô chú anh chị. Cây nguyên zin mà. Mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 6 này là 300k luôn. Nó hơi nhỏ, 4 thân, xin lỗi, 3 thân và 1 mầm. 3 thân 1 mầm, đồ nguyên hết, nguyên zin hết luôn nè các cô chú anh chị. Nè, đang lên một mầm nè. Còn những mầm còn lại là chờ kích rễ xong là bắt đầu là làm mầm gốc là ok luôn các cô chú anh chị. Nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó có vỏ. Rồi cái mầm lùn nhất, thấp nhất là 18 xăng nè, bên đây là 22 xăng nè, rồi cái thân bên kia là 23 xăng. Cái mầm gốc thì khoảng 4 xăng. Rồi dạ, như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái hình cây của chớp Urawang. Chớp Urawang hay còn gọi là Uvip. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích mặt hoa này thì mình nhanh tay sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Số này em có sử dụng Zalo. Thì cô chú anh chị nào mình muốn coi hình cây nào thì hoặc là muốn em chia sẻ vấn đề gì thì cứ liên hệ với em ở với kết bạn Zalo em ha. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.